33 ngày thất tình. Nhà sản xuất Đặng Hoa Đào, đạo diễn Lưu Khải, biên kịch Trương Lôi, với sự tham gia của các diễn viên Diêu Địch trong vai Hoàng Tiểu Tiên, Trương Mặc trong vai Dương Nhất Dương, Trương Bác trong vai Lục Nhiên, Thẩm Gia Ni trong vai Phùng Gia Kỳ, Phùng Lôi trong vai Dương Kính Minh, Hoàng Nghệ Hinh trong vai Quảng Đông Tử, Diệp Thiên Văn trong vai Si, Trần Hy trong vai Tiểu Hoa, Trần Diệt Phi trong vai Ngụy Y Nhiên, Phan Chi Lâm trong vai Lý Khả, cùng một số diễn viên khác. Tập 12. Tại sao chúng ta lại chơi vòng quay ngựa gỗ? Em nhìn đi, họ là trailer phim, còn chúng ta là gì? Chưa đủ làm tóm tắt tập trước nữa. Tình yêu học trò là vậy, bắt đầu và kết thúc đều không cần lý do, cuối cùng chỉ tồn tại mơ hồ trong ký ức. Lúc trước anh trốn bao nhiêu tiết để đi học đàn với em? Lúc trước anh không có khờ như em nghĩ. Anh đi học với em để sẵn tiện coi mấy cô bạn gái nhảy múa ở nhà văn hóa thiếu niên. Em nói thật, không cần biết lúc trước anh muốn đi học với em hay là coi người khác nhảy múa, nhưng em rất cảm động. Kế hoạch tổ chức hôn lễ của Miêu Thanh Thanh và Hà Điền Điền. 20.000. 20.000. Của cô nè Tiểu Tiên, lát nữa Nhất Dương có quay lại không? Ai biết chứ. Nghe nói mua đồ trên mạng Kinh Đông sẽ có hot girl giao hàng đó. Anh quê quá, lúc nãy hot girl mới giao hàng cho Nhất Dương đó. Thật không? Ảnh mua cái mền 290.000 hả? Chắc không phải. Anh làm gì vậy? Trời mưa rồi nên tôi quay lại lấy dù. Mưa hả? Trời mưa thì đừng đi tàu điện ngầm. Tôi chuẩn bị về nè. Tôi cho hai người quá trang. Thật không? Tốt quá. Cảm ơn anh nha. Đi chung không Tiểu Tiên? Thôi khỏi, mọi người về đi. Tôi còn bận. Cũng được, chúng tôi về trước. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai chục ngàn. Lúc trước chuyện anh thi đậu học viện điện ảnh là tin hot của Đô Giang Yến chúng ta. Thật hả? Mỗi lần mọi người đi coi phim đều rất khoe với người khác. Anh biết không, con trai anh Dương trong hẻm nhà tôi là biên kịch phim điện ảnh đó. Nó đang ở Bắc Kinh. Đừng ghẹo anh. Em cũng như vậy. Mỗi lần em coi phim điện ảnh hay phim truyền hình đều chú ý coi có tên anh không. Anh có lấy nghệ danh không? Em có coi bộ phim Cứ Để Đạn Bay Đi không? Coi rồi. Trong tổ biên kịch có bạn học của anh. Thật không? Cùng học chung 4 năm, người ta đã lên hương. Còn anh, không phải ai cũng may mắn như vậy. Em biết đạo diễn Hitchcock không? Biết. Hơn 50 tuổi ông mới trở nên nổi tiếng. Những bộ phim đầu tiên ông quay lúc 26 tuổi. Lý An làm việc 8 năm ở New York. Câu đầu tiên ông phát biểu khi nhận giải chính là: tôi muốn cảm ơn hậu thuẫn mạnh mẽ của tôi, cũng chính là vợ ông. Em biết đạo diễn Guy Ritchie không?
Chồng cũ của Madonna, hai người họ ly hôn. Madonna cho ông ấy mấy trăm triệu coi như phân chia tài sản. Anh muốn nói anh không còn trẻ như Hitchcock. Anh không có người vợ tốt như Lý An. Càng không có người vợ trước cho anh mấy trăm triệu như Madonna. Anh có cái gì? Em biết anh sợ em hỏi anh câu gì nhất khi gặp lại nhau không? Lúc nãy em mới hỏi, đó là anh viết kịch bản phim gì? Anh sẽ hỏi lại em, có tính kịch bản tổ chức hôn lễ không? Anh muốn nói chàng trai Dương Nhất Dương kiêu ngạo năm nào, không bao giờ ngờ được bây giờ anh lại làm công việc không liên quan gì tới sáng tạo hả? Em nói anh biết, cô gái đàn xanh lô năm nào cũng không ngờ bây giờ mình lại làm công việc không liên quan tới âm nhạc. Chúng ta cố gắng thi đậu đại học ở Bắc Kinh. Anh học biên kịch, không phải để viết kế hoạch tổ chức hôn lễ. Em học âm nhạc, không phải là để nhắc nhở các em bé học đàn tập trung. Chúng ta của ngày xưa biến mất lâu rồi. Anh chụp hình cho em đi. Sao vậy, điện thoại hết pin hả? Không có, còn pin, đừng động đậy, em cười lên đi. Chụp nha. Chụp thêm vài tấm nữa. Chụp xong chưa? Xong rồi, em coi nè. Ảnh bị mờ rồi. Có hả? Coi nè. Em coi mấy tấm trước đi, anh chụp nhiều lắm, hình rất rõ nét. Anh giỏi ghê, tấm nào cũng mờ mờ ảo ảo hết. Tại sao lại bị mờ chứ? Chúng ta chụp lại đi. Thôi khỏi, anh lựa một tấm không bị mờ rồi gửi em đi. Em sẽ nói cho mọi người biết đây là hình Dương Nhất Dương chụp. Có lẽ trong mắt anh, em là như vậy. Em rất mơ hồ. Em không có mơ hồ, là thanh xuân của anh mơ hồ. Có đồ uống đây rồi. Mình muốn uống cái này. Coi ai tới kìa. Coi ai tới kìa, Tiểu Tiên. Hẹn ăn uống thì ai cũng tới đúng giờ. Nhớ cậu muốn chết. What's a surprise, give me five. Không hổ danh là cô giáo tiếng Anh. Mình cũng muốn ôm Tiểu Tiên. Nhưng mà vợ cậu đã đồng ý chưa? Cậu tránh ra đi, đừng làm Tiểu Tiên ngại. Các cậu có quan hệ gì vậy hả? Cậu là chồng, cậu ấy là vợ à? Ngồi xuống đi. Tiểu Tiên ngồi đây đi. Nhìn bốn mắt là biết cuộc sống của cậu ấy rất thoải mái. Làm sao thoải mái bằng cậu được? Mông, nghe nói cậu mới mở cửa hàng nhạc cụ hả? Cậu tính đập ban nhạc hả? Đúng lúc mình cũng đang học đàn cello. Mình tới làm cho cậu nha. Miệng mồm vẫn lợi hại, y chang vũ khí hóa học. Hà Điền Điền, cậu rủ cậu ấy tới chi vậy? Sao, cậu ấy ồn ào quá. Nói gì đó, mình bó tay luôn rồi. Tiểu Tiên nổi tiếng khẩu chiến quần hùng mà, ai mà không biết đúng không? Ai cũng từng bị cậu ấy tiêu diệt rồi, đúng không bà xã? Đúng vậy, bái phục, bái phục. Quan trọng nhất là Tiểu Tiên chính là cha mẹ tái sinh của bọn mình. Không có cậu thì không thể có trận hôn lễ này. Cho nên bọn mình phải cảm ơn cậu. Cậu đừng có nâng mình lên trời rồi quăng mình xuống đất như vậy. Không được, hôm nay cậu phải ăn uống nhiều vào ngay chưa? Áp lực quá. Lục Nhiên đâu? Sao Lục Nhiên không tới? À phải, Lục Nhiên đâu? Đừng nói là cậu không rủ ảnh nha. Rủ rê cái gì, cậu tới thì ảnh cũng phải tới.
Cậu không gọi điện cho ảnh hả? Gọi cho Lục Nhiên đi Điền Điền. Ok, bó tay cậu luôn. Sao cậu không gọi cho ảnh? Alo, Giai Kỳ, cậu tới đâu rồi? Đúng vậy, tụi mình tới hết rồi. Thiếu cậu thôi đó, mau lên. Được rồi, lát gặp. Mình... Cậu biết không, Giai Kỳ sắp tới rồi. Lúc cậu nói với mình có thể làm hôn lễ, mình đã rất vui. Mình liền gọi cho Giai Kỳ. Mình đã mời cậu ấy làm phụ dâu. Cậu đừng có ghen tị. Mình biết cậu đã đặt hàng cậu ấy từ trước. Cậu muốn lấy cậu ấy làm phụ dâu của cậu, nhưng cậu không có nhanh tay bằng mình. Cậu và Lục Nhiên phải nhanh lên đó. Mình... Thôi mà. Cô còn ngồi đây ăn cơm hả Hoàng Tiểu Tiên? Đồng nghiệp của cậu kìa. Cô quên tối nay có cuộc họp à? Anh Dương, cô là người lên kế hoạch. Cô không có mặt thì chúng tôi họp cái gì? Chỗ này có sóng điện thoại không? Có. Tôi gọi 7 cuộc mà không được. Bộ cô ra khỏi Bắc Kinh hả? Xém chút là tôi quên. Sếp của mình dữ lắm. Nếu mình không về là bị đuổi ngay. Gấp lắm rồi. Sếp đang hối về. Ông chửi hết 6 người. Hay là anh... Ông kêu tôi ra ngoài tìm cổ. Cũng may cổ tới đây ăn với các anh. Hai người ăn một miếng rồi đi. Không là tiêu rồi. 7 người mà chửi hết 6 người là sếp bực cỡ nào. Xin lỗi mọi người nha. Không sao đâu, không cần tiễn nữa. Bye bye. Bye bye. Đúng là nguy hiểm khi ở đây. Chúng ta đi trước đi. Sếp của Tiểu Tiên còn nhiều chuyện hơn cả anh Mông. Tiểu Tiên cũng bất cẩn quá, công việc quan trọng hơn mà. Nhiều chuyện hơn cả cậu. Tôi nhiều chuyện lắm hả? Công việc quan trọng nhất, mau ăn đi, xíu quách nè. Bịt miệng cậu lại đi. Ủa, có kêu xíu quách hả? Có nhiều món ngon lắm. Đủ rồi, mọi người ăn đi. Xin lỗi nha, mình tới trễ quá. Giai Kỳ, tới trễ là bị phạt rượu. Tới trễ sẽ bị phạt rượu. Đừng sợ, tụi mình uống giùm cậu. Hai người là sinh đôi hả? Các cậu thấy Giai Kỳ không giỏi ăn nói như Tiểu Tiên nên ăn hiếp cậu ấy hả? Tụi mình đâu có dám. Giai Kỳ nổi tiếng là người lấy nhu thắng cương, giỏi nhất là bình tĩnh. Đúng vậy, ngồi xuống đi. Tôi thích cô gái như vậy. Đừng diễn nữa Mông ơi. Lúc đi học gặp cô gái nào cậu cũng nói như vậy. Đúng vậy. Tiểu Tiên không tới hả? Phùng Giai Kỳ, cậu đúng là bạn thân số 1. Cậu vừa tới là mình phải lùi lại liền. Sao cậu phân chia thân sơ rõ ràng quá vậy? Đâu có, tụi mình đều là bạn thân mà. Đúng vậy, trong đám bạn của chúng ta thì Giai Kỳ là người trọng tình nhất. Đương nhiên, nếu không cậu ấy đã không độc thân tới bây giờ. Cậu không nỡ tìm bạn trai đúng không? Anh bớt nói lại, ăn nhiều vào đi. Tụi em nói chuyện riêng, anh lui xuống đi. Tuân lệnh. Công ty Tiểu Tiên có việc gấp nên đi về trước. Cậu ấy mới đi đó, cậu không thấy hả? Mình không thấy. Có phải hai người giấu mình chuyện gì không? Không có. Đừng đoán bậy. Hù cậu thôi. Các cậu biết không, lúc mình lên kế hoạch tổ chức hôn lễ ở trong ký túc xá thì mình đã nghĩ Phùng Giai Kỳ, Hoàng Tiểu Tiên đều phải xuất hiện trong hôn lễ của mình. Nói thật, mình đã chọn màu lễ phục cho các cậu rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Lát nữa tụi mình vừa ăn vừa bàn bạc được không? Được rồi, đừng nói nữa. Giai Kỳ, uống rượu đi. Đúng đó, uống đi. Nâng ly lên. Đúng vậy, lâu lắm chúng ta mới tập hợp đầy đủ. Chúng ta phải uống cho đã. Mình đã gọi Kim Lục Phúc cho các cậu uống. Có ai lái xe không? Không có. Không sai không về. Đương nhiên. Khai rượu. Chuẩn bị nào. Cạn ly. Người ta nói đúng. Cô là một người bề ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu. Hơn nữa IQ cũng không cao.
Sớm muộn gì cô cũng gặp họ. Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Cứ đòi làm, cứ đòi làm. Tôi khuyên cô lại nổi điên. Tôi thấy bạn học không quan trọng như bây giờ. Bây giờ chỉ có hai loại người thích hợp đi họp mặt bạn bè. Thứ nhất, nghèo và không có sự nghiệp, muốn đeo bám bạn giàu. Bạn giàu thì muốn tránh xa bạn nghèo, nhàm chán. Trường nghệ thuật các anh là vậy hả? Nhưng bạn bè tôi thì khác. Bạn cô tốt, vậy cô nói thật với họ. Không cần che giấu sự thật mà nói thẳng với bạn bè cô, để bạn bè cô xử đẹp hai người kia. Đủ rồi, đừng cà khịa tôi nữa. Tôi chưa ăn cơm, tôi đói rồi. Mười lăm, ba mươi tám. An Giang, 38 đâu ra? An Giang hồi nào? Lại đi, nghe kỹ nha. Ông xã, sau này ai kêu anh là ông xã cũng không được trả lời, nghe chưa? Ông xã, Cung đại dĩ, anh cố ý hả? Tùy ý em. Bối bối, nghỉ chơi đi. Bạn bè từ nhỏ mà cậu làm vậy với mình hả? Oh my god, mình quá đáng lắm hả? Tụi mình cần gì phải phân chia rạch ròi? Cậu cũng là ông xã của mình. Nói vậy còn nghe được. Hai người làm mình nổi da gà, mình muốn ói quá. Lại đây. Không cần, không cần. Mình chỉ nghe có hội nhóm đổi vợ, chưa từng nghe các hội nhóm đổi chồng. Mình không cho Điền Điền tới gần các cậu, mất công bị các cậu dạy hư. Ai ăn hiếp ai? Thầy phiên ăn hiếp hả? Để anh xử cho. Hà Điền Điền, sau khi kết hôn anh không được đụng tới rượu, có nghe chưa? Chưa kết hôn mà đã ăn hiếp chồng rồi. Cậu không được sợ vợ nha Điền Điền. Cậu phải biết dạy vợ, không dạy là bị đè đầu đó. Bịt miệng ảnh lại bốn mắt. Đợi kết hôn xong thì mình sẽ dạy cổ. Cung đại dĩ, chuyện lúc nãy em còn chưa tính sổ. Lát về nhà quỳ bàn giặt đồ cho em. Đàn ông có vợ ai cũng thích nổ. Đừng giỡn nữa. Tiểu Tiên có việc gấp, Lục Nhiên lại không tới. Họ có chuyện gì hả? Lúc nãy Điền Điền gọi thì anh nói là đang họp. Tăng ca, Lục Nhiên không tới là lỗ. Cậu ấy ăn nhiều lắm, nguyên bàn đồ ăn đang chờ cậu ấy nè. Đúng, kêu cậu ấy tới đi. Phải kêu cậu ấy tới, cậu ấy tham ăn lắm. Cậu ấy không tới là cuộc vui không trọn vẹn. Đúng, không trọn vẹn. Giai Kỳ, gọi cho ảnh đi. Cậu gọi là ảnh nghe liền. Lúc còn đi học, ba người rất thân với nhau. Thân tới nỗi có thể mặc chung quần áo luôn. Cậu mau gọi đi. Mình không thân với ảnh lắm. Kêu Điền Điền gọi đi. Anh lau miệng đi. Cậu coi ảnh ói lên ói xuống như vậy thì làm sao gọi được chứ. Cậu gọi đi. Cậu gọi là được liền. Tụi mình đâu có thân với ảnh. Cậu mau gọi đi. Mình lấy điện thoại cho cậu gọi. Hay xài của mình. Để mình lấy. Cậu có số không, gọi đi. Người nào cũng bận bịu. Ảnh nghe không? Không nghe hả? Anh tưởng em sẽ không gọi cho anh nữa chứ. Lục Nhiên, mọi người đang chờ anh. Anh có tới không? Ai tới cuối cùng thì phải trả tiền. Em muốn anh tới không? Em muốn anh tới thì anh tới. Anh bận nên không tới được hả? Anh không tới hả? Anh còn muốn chơi chung không vậy? Để mình nói chuyện với ảnh. Vậy thôi đi. Anh, tại sao cậu lại cúp máy? Đưa đây, để mình gọi lại cho ảnh. Thôi mà, ảnh đang bận. Ảnh kêu chúng ta đừng chờ ảnh.
Một bên là Lục Nhiên, một bên là Hoàng Tiểu Điên. Người này so với người kia càng không đáng tin. Hai người họ không đáng tin cậy như vậy là tại vì Hoàng Tiểu Điên dạy dỗ không nghiêm. Giai Kỳ, nếu cậu có bạn trai thì phải dạy dỗ nghiêm khắc, quản lý kỹ càng. Nào, chúng ta cạn ly đi. Cạn ly nào. Đừng ngủ nữa, ngồi dậy đi. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Chờ tôi với. Anh cũng tăng ca hả Lục Nhiên? Vô đi, tụi mình đi ăn khuya. Nóng đó. Studio cát tác. Ăn cẩn thận đó, đừng để đổ trên xe. Tại sao anh tự nhiên xuất hiện? Anh muốn giải thích không? Theo suy đoán của tôi, cô sẽ gặp Lục Nhiên và Phùng Giai Kỳ ở đó. Gặp họ thì cô sẽ sụp đổ. Tôi không tới thì ai cứu cô? Mặc dù tôi không cấm anh quan tâm tôi, nhưng tôi sợ sau khi tôi quen thì anh thấy phiền. Vậy thì từ giờ tôi sẽ cà khịa cô thôi. À phải, cô hủy hợp đồng với bạn cô chưa? Vẫn chưa à? Cho dù tương lai mờ mịt, tôi cũng... Tôi làm với cô. Sao hả? Anh nói là hết phim mà. Đúng vậy, tôi chưa từng nghe ai nói cầm 20.000 làm đám cưới. Nhưng với tư cách là chuyên gia hôn lễ thì tôi muốn coi cô làm thế nào. Anh cứ nói thẳng là giúp tôi đi. Anh nói anh thương người thì chết hả? Uống nước đi. Tôi không thích nói chuyện với anh. Đồ vô duyên. Buổi chiều anh đi đâu vậy? Tôi đi hẹn hò. Với ai? Đoán đi. Boss Dương. Sam Sam. Ghê vậy. Lần đầu tiên anh nói tên cổ với tôi mà không cà lăm đó. Sam Sam, Sam Sam, Sam Sam. Hai người nói cái gì? Không có gì. Tôi chụp hình cho cổ. Nhưng tôi chụp cổ tấm nào cũng bị mờ hết. Tại sao? Không biết. Đưa tôi coi. Tay cô dơ quá. Sạch rồi. Đúng là hơi bị mờ. Tại sao vậy? Ai mà biết. Chắc chắn là anh mê cổ như điếu đổ. Tay chân run rẩy. Kìm nén lắm hả? Thích người ta thì cứ nói thẳng. Anh biết không, bệnh run tay rất nguy hiểm. Đưa điện thoại đi. Lúc ông nội tôi bị tắc mạch máu não, tay cũng run dữ dội lắm. Mình xỉn rồi. Mình xỉn rồi. Mình về đây.
Túi của em đâu ông xã? Có ai muốn đi tăng hai không? Tăng hai hả? Đi thôi, mình biết chỗ này vui lắm, đi về. Tụi mình về trước nha, taxi về nhà. Được rồi, tới đây là được rồi. Cậu về trước đi, mình lại đằng kia bắt xe là được rồi. Cậu dìu nổi không? Không sao, mình khỏe lắm. Cẩn thận đó, cậu đi chung không? Tụi mình không đi cùng đường, cậu về trước đi. Gặp lại sau nha, cẩn thận đó. Uống nữa đi, đủ rồi, muốn uống nữa thì ói ra hết mà uống. Sao anh lại tới đây? Anh không tới đây, anh không tới đây thì đi đâu để tìm em? Em đã trốn anh mấy ngày rồi. Em không trốn anh, em muốn ở một mình. Em không muốn ở bên cạnh anh sao? Nếu không muốn, tại sao còn gọi điện cho anh? Nếu anh muốn tới thì em không cần gọi anh, anh cũng sẽ tới. Em không thấy làm vậy mọi người sẽ rất xấu hổ sao? Anh ngại. Em thì không. Em vốn đê tiện mà. Em thích cảm giác xấu hổ này. Em đừng có nói chuyện kiểu đó. Tại sao anh lại làm như vậy? Là vì bản thân anh hả? Em là người sĩ diện cỡ nào thì em tự biết. Lúc trước em và Tiểu Tiên chửi những người giành bạn trai của người khác rất độc ác và khó nghe. Em quên hết rồi sao? Bây giờ bắt em đứng ở vị trí này để người ta chỉ trỏ em. Em đừng nói anh, ngay bản thân em có chịu được không? Chuyện em không thể chấp nhận là người đàn ông đó không ra mặt. Lúc trước em thấy rất lạ. Tại sao luôn là vợ và bồ nhí đánh nhau? Tại sao nam chính không xuất hiện? Bây giờ em đã hiểu. Tại vì đàn ông luôn là rùa rụt đầu. Anh là rùa rụt đầu sao? Anh làm rùa rụt đầu hồi nào? Hôm trước đứng dưới nhà của Tiểu Tiên là ai níu kéo anh không cho anh lên trển? Là ai đã luôn miệng nói muốn Tiểu Tiên tha thứ? Em thấy anh rất nhu nhược đúng không? Đúng vậy, anh nhu nhược. Vậy thì sao? Bởi vì anh nghĩ tới cảm nhận của em. Anh sợ em bị tổn thương vì anh, hiểu không? Anh biết không? Lúc nãy ăn cơm với mọi người, mọi người đùa giỡn chọc ghẹo nhau. Họ tùy tiện lấy người yêu ra để trêu chọc. Họ không e sợ cái gì. Lúc đó em chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào. Bây giờ em không có quyền gì hết. Bởi vì em sợ em chột dạ. Em không biết nhìn mặt họ thế nào. Em biết. Nếu công khai chuyện của chúng ta thì sẽ không có ai đứng về phía em. Cho nên em đã giả bộ với họ. Có thể dùng 8 chữ để hình dung chính xác tâm trạng lúc nãy của em. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Đi. Đi đâu? Đi theo anh. Chúng ta vào trong. Chúng ta đứng trước mặt mọi người, nói rõ ràng với họ. Bây giờ Phùng Giai Kỳ là bạn gái của anh. Đi, buông em ra. Mọi người về hết rồi. Cảm ơn anh đã làm điều đó cho em. Trễ rồi, em về nhà đây. Em nói xong rồi hãy về. Em muốn rời xa anh mãi mãi đúng không? Em có biết anh cảm thấy rất khó chịu không? Anh đã chờ em suốt mấy ngày. Em không khó chịu sao? Em đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện. Lục Nhi, anh đừng khiến em, đừng khiến em nghĩ em rất hèn mọn. Được rồi, lần sau chúng ta cùng đi gặp họ. Anh hứa. Video cắt tắt. Anh Dương hèn hạ anh. Chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà hai người chia tay hả? Đối với cô thì nhỏ, đối với tôi thì không. Vấn đề không phải là chuyện thắng thua khi chơi bóng rổ. Đó là nỗi ám ảnh thời niên thiếu của tôi. Nó kéo theo cảm giác nhục nhã và cảm giác thất bại của tôi. Nó cứ đeo bám tôi hoài. Hơn nữa, tôi ghét nhất là người khác ép tôi làm chuyện tôi không làm được. Cái này thì di truyền từ tôi. Tôi là người thích tự do tự tại. Chuyện thích làm dù khó khăn tôi cũng lao vào. Chuyện tôi không thích dù ai nói gì tôi cũng không làm. Tôi là con cô hay là gì mà di truyền? Là cháu nội. Nói chuyện đàng hoàng, nghe cô nói câu này thì thấy cô cũng thông minh. Thật ra, trong lòng tôi, Sam Sam luôn tốt đẹp, nên tôi đã tự xóa đi những gì không tốt về cổ. Tôi hiểu rồi, tôi ở công viên suốt buổi chiều để cùng cổ nhớ lại cảm giác lúc đi học. Nhưng tôi đã thất bại giống như khi chụp hình cho cổ. Tôi muốn chụp lại hình ảnh cổ khi xưa, nhưng không làm được đúng chứ. Tôi không thể nào chụp được cảnh đó. Trắng quá. Tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều. Được thôi, bye bye. Tôi đã nói với cô rất nhiều lần, đừng có đập bàn, cũng đừng có bất ngờ la hét. Cô biết nếu giật mình thường xuyên, tôi sẽ dẫn tới việc mắc bệnh tim không? Anh yên tâm đi, người xấu sống lâu lắm. Hình như có người nói 20.000 không đủ để làm hôn lễ. Phải, tôi nói đó thì sao? Tôi làm được rồi. Giỏi lắm. Vậy thì đãi tiệc ở đâu? Khu du lịch sinh thái Hoài Nhu hay là Mật Dân? Không phải những chỗ đó, mà là nhà hàng cao 6m2, không thua bất cứ một nhà hàng bình thường nào. Đặc biệt nhất là một bàn 1.800, gà vịt cá tôm cái gì cũng có. Quản lý Lưu sẽ tính giá ưu đãi cho tôi là 1.180. Nếu đặt 10 bàn thì chưa tới 12.000. Số tiền còn lại đủ để mướn thợ make up, trang trí lễ đường và mướn MC. Đưa cho tôi chờ cả buổi rồi đó. Tôi xin lỗi, tôi quên. Không sao. Lần sau trễ hơn đi. Quản lý Lưu nào? Tôi biết không? Cái ông lúc trước làm xã hội đen, rồi giờ mở nhà hàng đó hả? Có ai ngoài ổng nữa chứ? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm trời rồi, chỉ biết mỗi mình ổng. Lúc tôi nhờ là ổng gật đầu ngay. Phải, chỉ cần sau này giới thiệu nhiều mối cho ổng là được. Anh giới thiệu mấy hợp đồng của anh cho ổng đi.
giới thiệu cho ổng sao? Nhà hàng của ổng là nhà hàng hải sản chứ không phải cao cấp như khách sạn Hilton. Bạn cô có chịu làm lễ ở nhà hàng không? Khách sạn Hilton. Tôi gọi cháy máy mới tìm được chỗ này. Chủ yếu bàn tiệc 1.800 của họ ngon hơn bàn tiệc 3.000 ở chỗ khác. Khung cảnh cũng rất đẹp. Tôi không dành cho bạn tôi thì dành cho ai? Rất tốt. Chỉ cần cô muốn làm thì cô làm rất tốt. Anh Khoan khen tôi, để tôi báo với cậu ấy. Danh bạ, danh thiếp, máy ảnh, tài liệu, thước dây. Thước dây. Anh chu đáo quá. Được rồi, khi nào tôi giàu tôi sẽ mướn anh làm trợ lý và trả lương thật cao. Tôi biết cô hồi hộp, nhưng cô hồi hộp cho sang một chút. Danh thiếp, máy ảnh, tài liệu, thước dây, có cần làm vậy không? Tôi phải làm vậy mới biết anh có giá trị. Sao đông quá vậy? Tới coi thử đi. Chỗ này hả? Chính là tòa nhà này, đẹp quá. Tiểu Tiên ra rồi kìa, bạn học con đó cô Tư. Tiểu Tiên. Anh Dương. Để con giới thiệu, đây là bạn học của con Hoàng Tiểu Tiên. Đây là đồng nghiệp của cậu ấy, anh Dương. Chào cậu Dương, họ hàng của mình tới đây sẵn tiện đi coi địa điểm tổ chức của mình. Chào cô. Để mình giới thiệu, cô Tư của mình, chú Út của mình, còn đây là cô Út. Chào hai người, tới lượt mình giới thiệu. Ba mình, mẹ mình, em gái của mình, cậu Út mình là Hà Điền Điền. Mọi người cùng tới coi địa điểm. Chào mọi người, Tiểu Tiên, chào con. Cô thường nghe Thanh Thanh kể về con. Nó nói con rất tốt bụng và giỏi giang. Nói con làm chuyên gia hôn lễ ở một công ty lớn. Con chỉ là nhân viên quèn thôi, chuyên gia số 1. Con khiêm tốn quá. Cô có nghe Thanh Thanh nói cô phụ trách hôn lễ của nó. Đúng vậy, là hai tuổi con. Cảm ơn con nhiều lắm. Có dịp thì tới chỗ cô chơi. Cô bao con ăn uống vui chơi. Cảm ơn cô. Nhà cô mở thẩm mỹ viện. Được rồi, được rồi. Cô Tư chuyên môn làm đẹp. Cô Tư mình nói sao đi. Cô Tư của mình nhiệt tình lắm. Đừng khách sáo. Chúng ta đi coi nhà hàng đi được không? Đúng rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi bên này. Từ từ thôi. Chụp một tấm nào. 1, 2, 3. Đổi dáng đi. 1. Cẩn thận. Đường gặp gần quá, làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh Dương. 1, 2, 3. Xong rồi. Lâu rồi chúng tôi chưa chụp hình. Xong rồi. Cẩn thận cô Tư. Tiểu Tiên. Sắp tới chưa? Sắp tới rồi. Tại nhiều đèn đỏ quá. 20 phút trước con nói sắp tới rồi mà cô thấy lâu quá. Dạ. Có phải tới Lục Hoàng rồi không? Mình còn ở nội thành, chưa tới Ngũ Hoàng thì lấy đâu ra Lục Hoàng? Cô cứ tưởng mình tới Thạch Gia Trang luôn rồi. Không có đâu, gần lắm. Còn mấy trạm nữa? Còn mấy trạm nữa thôi, sắp tới rồi. Được rồi, cô cứ ngồi đi. Được rồi, cô Tư ngồi ở đây đi. Thôi khỏi, thôi khỏi. Cô đi cẩn thận, coi chừng té đó. Cô đi từ từ nha, từ từ thôi. Cô không sao, không sao. Từ từ thôi, đừng sốt ruột. Bác Tài. Bác Tài. Còn mấy trạm nữa? Mấy người cứ coi đi. Có vấn đề gì cứ hỏi con. Mọi người coi. Trên trần nhà có gắn các loại loa âm thanh, giúp âm thanh trở nên da hơn. Lúc mở bài Wedding Mask nhất định sẽ tạo ra một hiệu ứng âm thanh tuyệt vời. Ở Bắc Kinh, rất ít nhà hàng có hội trường rộng rãi, lại không vướng cột nhà và mang phong cách cổ điển. Đừng nói nữa, không ai nghe đâu. Thật hả? Quản lý Lưu, thật sự cảm ơn anh, chỗ này rất đẹp. Cô biết đó, bình thường ít nhất 20 bàn chúng tôi mới nhận. Tôi biết, hôm nay tôi nể mặt cô đó. Cảm ơn anh,
Tôi rót nước giùm anh nha. Không cần đâu. Anh đừng khách sáo với tôi. Không cần, không cần. Tôi tự đi rót được mà. Cô coi tiếp đi. Tôi đi làm gì, có gì kêu tôi. Cảm ơn anh. Anh cứ tự nhiên. Tiểu Tiên, lại đây. Cô muốn nói vài câu. Sao rồi? Cô Tư cũng là người có máu mặt. Ba mẹ Thanh Thanh cũng rất sĩ diện. Cô thấy nhà hàng này không đủ đẳng cấp cho lắm. Đợi bà con dưới quê tới đây, nhìn chỗ này gia đình cô sẽ rất xấu hổ. Con thấy chỗ này rất tốt, vừa đẹp vừa sáng sủa. Con im đi. Cô đã hứa với ba mẹ con, chỉ cần cô ra mặt thì phải làm hôn lễ thật hoành tráng. Cô không đòi nhà hàng cao cấp, nhưng phải là 4 sao. 4 sao. Nhưng mà dự toán chỉ có 20 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn. Sao con không nói với nhà mình chứ? Con ngốc quá. Cô bình tĩnh đi mà. Con biết không, tài xế của ba Thanh Thanh làm đám cưới lần hai đã tốn 40-50 ngàn rồi. Bọn họ bố thí ăn mày hả? Chẳng lẽ Thanh Thanh còn không bằng vợ kế của người ta? Cô nói cái gì vậy? Sự thật thì khó nghe. Chị nói có đúng không? Chị nói đúng. Con biết không, mua nhà mà bắt hai bên chia đôi là cô thấy tức rồi. Dạ dạ, ngay cả làm hôn lễ mà cũng keo kiệt như vậy. Bộ con gái nhà mình mất giá lắm hả? Họ tưởng nhà mình hiền quá nên ăn hiếp. Đừng mà, đừng mà. Đây là chuyện vui, chú đừng làm vậy. Được rồi, chú đừng nóng. Như vậy đi, Tiểu Tiên, con nói chuyện với họ, kêu họ thêm tiền. Phải 4 sao, 4 sao mới được. Phải ở Tam Hoàng, đãi ở ngoại ô thì cô không đi. Khu vực Tam Hoàng. Cô chú nghe con nói vài câu. Con không có trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn gia đình. 20 ngàn, mướn được nhà hàng như vậy là tốt lắm rồi. Con nói xong rồi. Cậu, cô Tư. Bạn muốn chia sẻ chuyện thú vị gì với mọi người? Phong cách thất tình, người chúng ta đánh mất là người không phù hợp với chúng ta. Tạm biệt người yêu cũ của tôi.自己无数次想放弃的眼前全在这里，超脱和追求时常是混在一起。 你拥抱的并不总是也拥抱你，而我想说的。